Xin chào anh em, đã quay trở lại với kênh bán đồ nghề Nhật. Đây là cái video số 10 ngày thứ bảy 1 tháng 6. Ngày hôm nay em lên hai cái video giới thiệu anh em mấy món đồ nghề nha. Anh em muốn mua hàng thì liên hệ cái số điện thoại của em 0334 830 843, hoặc là kết bạn Zalo. Đó, số điện thoại ở trên cái đầu video. Đây em giới thiệu hai cây kéo cắt cành và kéo tỉa. Đây cái kéo cắt cành cán đúc của Nhật. Kích thước nè, 17.5 cm. Cây này 20 cm. Lưỡi cũng còn khá là bé bén nha, nó cắt cái giấy được giấy ok. Giấy còn ngọt luôn, lưỡi còn nguyên luôn. Em bán hai cây nha anh em. Bán chung bộ này hai cây là 400.000. Kéo cắt cành có mã là 1001 400k. Tiếp là một cây tu vít của Snap-on của Mỹ. Tu vít ba ke bé hai nha. Em bán là 100k. Tôi vít ba ke mã 1002. Đây, chiều dài 13 cm. Tiếp theo là một cái kìm của Mỹ, Made in USA. Kìm Robo Grip nè. Mà nó bị một cái là nó bị mất một cái lò xo trả về á. Khi mà anh em kẹp vô vậy nè. Ví dụ kẹp vậy nè, nó vẫn ăn bình thường luôn, nhưng mà khi nhả ra bình thường nó sẽ tự động nó trả về vậy, còn khi này anh em phải dùng tay trả về nè. Trả về nó không có tự trả về, và sau nó kéo cái này nè, nó bị đứt rồi. Anh em về chế, em mở ra chế lại thì chế nó, không thì xài vậy cũng được. Răng nó thì còn nguyên, kìm này nó mới xài lướt nè, như chưa xài vậy. Răng của thằng Mỹ này là nó cứng lắm, bền. Thước nó là 24 cm. Nó cứng thế, nó kẹp lại thì nó cứng. Nó kẹp được cái miệng nó là 40 cm, 41. Kìm mỏ quạ Mỹ, mã 1003, 300.000. Tiếp theo là một cây cưa của Japan, máy Japan nè, cưa nội địa. Lưỡi chưa sử dụng đây, tại vì nó theo thời gian nó nằm ở ngoài, nó chuyển về Việt Nam á, nằm ngoài bãi thì nó hơi xéo này, nhưng không quan trọng, không ảnh hưởng tới phần lưỡi. Lưỡi vẫn có sáng nè, bén lắm. Cái lưỡi này là 20 cm. Cưa mã 1004 bán 250 nha. Tiếp theo là một cây dũa của Nhật, Japan nè, để dũa dao, dũa hạt kim cương nè, dũa dao kéo. Kích thước là 21 cm. Đây, dũa có mã là 1005, giá 200k.
Đây nó có thể điều chỉnh được độ nghiêng để mình dễ thao tác luôn. Đó. Tiếp theo là một cái kèn Armonica của Nhật. Hiệu nó là Yamaha. Đây. Yamaha nha. Một hiệu nổi tiếng của Nhật sản xuất kèn. Nó còn nguyên hết trơn nè. Còn nguyên. Lưỡi gà bên trong cũng còn sáng trưng nè. Nên hỏi hỏi thử cho anh em nghe tiếng. Mình thì không biết chơi kèn này rồi. Chỉ hỏi do nghe tiếng thôi. Nó hình như là 22 24 lỗ gì đó. 22 lỗ. À, kích thước nè. Kèn Armonica mã 1006 giá 300k. Tiếp theo là một cái đế gác cái mỏ hàng. Đế gác mỏ hàng chì nè. Của Nhật. Dày lắm nha. Dày nặng nữa. Hojan. Đế gác mỏ hàng mã 1007 giá 150. Tiếp theo là một cây cắt cành nữa. Cắt cành của Nhật. ARS. Hãng nổi tiếng là dụng cụ làm vườn. ARS. Dụng cụ bonsai nữa. Cây này cán cũng bằng thép nè. Lưỡi thì phần lưỡi nó riêng. Kích thước là 18 cm. Có mã 1008 giá 200k. 200k cái cắt cành. Đây lưỡi còn khá là bén. Lưỡi nó cũng liền, không có bị mẻ. Đây là cây cắt kính. Đây cây cắt kính của Nhật. Nó không có dùng dầu nha anh em. Nó dùng cái viên đá kim cương trên đây nè, nhỏ tí trên đây. Một tí trên đầu cho anh em không thấy rồi. Mỗi cây nó đều có một viên đá kim cương nhỏ xíu khoảng 0.5 mm. Cái viên đá có cạnh nhọn để mình cắt. Đây gạch nè, mình cắt xuống là nghe nó ăn. Đấy. À, mình bán mỗi cây là giá 120, mã là 1009. Cắt kính của Nhật 120k một cây. Cuối cùng là một cây Ikea này đặc biệt nha, nó rất là dày. Ikea góc vuông 90 độ rất là dày luôn, của Nhật. Đây nó có cái hình con rồng rất đẹp. Đây cái hiệu là Niigata. Stainless mà thép nó là rất là khó gỉ, nó vẫn là thép chứ không phải là inox hoàn toàn nha. À, kích thước nó là ngang là 30 nè. Chiều dài của nó là 45 cm. Nó dày đến 3 mm nha. Dày 3 mm, rộng 3 cm. Cái này nó nặng gần tới 1 kg nha anh em. Rất là nặng luôn, chắc chắn. Đây, kè vô. Kè góc vuông. Đó. Kè góc vuông Nhật mã 1010 giá 400k. Rồi, video hôm nay là hết rồi nha anh em.
Cảm ơn em đã theo dõi và ủng hộ.